Xin chào tất cả các bạn học viên. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học viên trong suốt quá trình học trực tuyến, VUS chính thức áp dụng quy trình kiểm tra giữa kỳ và cuối khóa trên nền tảng công nghệ VUS Super Kids Virtual Test Center với 4 ưu thế vượt trội. Thiết kế đa dạng phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ em với nhiều hình ảnh sống động và câu hỏi thi được tùy chỉnh riêng phù hợp với từng đối tượng học viên. Tích hợp đồng nhất trên nền tảng Student Portal mang lại trải nghiệm một nền tảng đa chức năng cho học viên trong suốt quá trình học. Hỗ trợ giáo viên tổ chức quản lý buổi thi, chấm điểm, trả kết quả trong thời gian sớm nhất và thuận tiện nhất. Tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chăm sóc, hỗ trợ phụ huynh, học viên theo dõi kết quả học tập một cách nhanh chóng nhất. Để làm bài thi thì đầu tiên chúng ta phải đăng nhập vào Student Portal tại website student.vus.edu.vn trên thiết bị desktop, laptop hoặc máy tính bảng. Theo chúng ta chọn vào biểu tượng đăng nhập ở góc phải màn hình phía trên và điền đầy đủ thông tin, sau đó dĩ nhiên là nhấn đăng nhập rồi. Bước kế tiếp vô cùng đơn giản, các bạn chọn vào danh mục lịch học và lướt đến thanh công cụ được đánh dấu đỏ mang tên làm bài kiểm tra. Và bây giờ chính là lúc mà các bạn có thể tỏa sáng, hãy tập trung chuyên môn, vận dụng hết những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra thật tốt nhé. Trong trường hợp vẫn chưa đến giờ làm bài thì các bạn nên đợi thêm một tí. Lúc này các bạn có thể hít thở thật sâu, điều đó sẽ giúp giảm căng thẳng và áp lực cho các bạn. Khi đã hoàn thành những câu hỏi của trang đầu tiên, các bạn hãy nhanh chóng chọn vào nút Next, chuyển sang trang làm bài tiếp theo. Sau khi làm xong bài thi hãy chọn nút Finish để hoàn thành bài kiểm tra nhé. Finish! Thế là xong, rất là dễ dàng đúng không nè? Tuy nhiên, để tránh những sự cố không đáng có trong quá trình làm bài thi thì quý phụ huynh cũng như là học viên cần lưu ý những điều sau đây. Phụ huynh, học viên truy cập và đăng nhập vào Student Portal giao diện web ở đường link. VUS khuyến nghị học viên nên sử dụng desktop, laptop hoặc máy tính bảng thay vì điện thoại để có thể thao tác dễ dàng, đọc đề rõ ràng và tránh lúng túng khi làm bài. Bài thi sẽ hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome hoặc Safari. Học viên chỉ thao tác trên một thiết bị duy nhất và bắt đầu làm bài khi có sự ra hiệu của giáo viên hoặc trợ giảng. Học viên không nên click vào link trên bất cứ thiết bị nào khi chưa có hiệu lệnh của giáo viên, vì thời gian làm bài được tính từ khi học viên click vào đường link. Học viên phải hoàn thành toàn bộ câu hỏi mới bấm Next để qua câu hỏi tiếp theo. Đối với bài thi Listening, học viên cần nghe và ghi chú câu trả lời vào giấy nháp, sau đó nhập câu trả lời vào link làm bài. Nếu chúng ta đã làm đúng các bước mà vẫn gặp sự cố thì hãy xử lý theo hướng dẫn sau. Phụ huynh, học viên không thấy đường link bài thi trên Student Portal, vui lòng thông báo cho giáo viên hoặc trợ giảng phụ trách lớp để nhận được đường link qua tin nhắn. Trong quá trình làm bài, nếu gặp trục trặc về kỹ thuật, quý phụ huynh, học viên có thể xử lý nhanh bằng cách nhấn F5 để tải lại bài thi và tiếp tục làm bài. Học viên có thể phải làm lại một số câu chưa được hệ thống lưu. Học viên gặp sự cố không thể tiếp tục hoàn thành bài thi ngay trong buổi thi của lớp hoặc không tham gia thi vào đúng buổi thi của lớp, vui lòng liên hệ giáo viên hoặc bộ phận chăm sóc học viên của cơ sở để được sắp xếp buổi thi khác. Khi đã bắt đầu làm bài thi, học viên sẽ không được đổi thiết bị hoặc trình duyệt. Nếu phải đổi, học viên cần liên hệ giáo viên hoặc trợ giảng để tạo resume link. Học viên dùng link này để tiếp tục làm bài trên thiết bị hoặc trình duyệt mới. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn như nhà mất mạng quá lâu, cúp điện đột ngột không quá 15 phút, học viên muốn hoàn thành và cần thêm thời gian để làm bài thì báo giáo viên hoặc trợ giảng để tạo resume link và cho thêm thời gian tiếp tục làm bài trên link mới. Nếu hai học viên cùng làm bài thi trên một thiết bị thì cần phải làm lần lượt. Bạn này hoàn thành bài xong mới tới bạn còn lại. Nếu quý phụ huynh, học viên có câu hỏi hoặc thắc mắc gì về cách thức thi, vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh của cơ sở hoặc hotline VUS để được giải đáp. Hy vọng với những tính năng làm bài thi mới trên Student Portal của VUS sẽ mang đến cho các em học viên những trải nghiệm học tập hiệu quả nhất, và chúc các em hoàn thành bài thi và đạt kết quả thật tốt nhé. Xin chào!